Quang Linh tiết lộ dự án nhuộm đỏ mái nhà ở châu Phi bằng màu cờ Việt Nam. Xin chào các bạn đã quay trở lại cùng Niên Sử Hào Hùng. Các bạn thân mến, có phải nếu sống trong một ngôi nhà thì sẽ an toàn hơn không? Được che nắng, che mưa, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nếu nhà mà có điều kiện hơn thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn phải không nhỉ? Vậy mà tại châu Phi, một châu lục đen cả nghĩa đen và nghĩa bóng, vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ dám nghĩ đến nó các bạn ạ. Thế nhưng mà kể từ ngày một chàng trai Việt Nam với trái tim nhân ái xuất hiện, cuộc sống đối với người dân châu Phi không còn là nỗi ám ảnh nữa. Và giấc mơ có một căn nhà của nhiều người đã thành sự thật. Vậy thì chàng trai đó là ai? Cùng người dân châu Phi đối mặt với những thách thức thực hiện ước mơ như thế nào? Cùng hát tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Như các bạn đã biết rồi đấy, các nước tại châu Phi đều có chung một đặc điểm là bị nạn đói bao vây và cái nghèo lạc hậu lấn chiếm. Thất nghiệp, lạm phát, bệnh tật, đói kém và đặc biệt là tỷ lệ vô gia cư cao chót vót. Hiện nay nhiều khu vực của châu Phi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở. Riêng Nigeria ước tính thiếu hụt 17 triệu căn nhà ở. Một trong những nguyên nhân của sự thiếu hụt này là mỗi ngày có khoảng 40.000 người di cư đến một trong những thành phố sôi động đang phát triển của châu Phi. Tuy nhiên, chính những thành phố này cũng đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về nhà ở mới, khiến nhiều người không còn nơi nào để sống. Mong rằng họ sẽ sớm vượt qua và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Thực tế, các vị tỷ phú trên thế giới đã rất nhiều lần đứng ra gánh vác với trách nhiệm xã hội bằng công tác thiện nguyện, tiêu biểu trong số đó chắc chắn phải kể đến Jack Ma. Đã không ít lần vị tỷ phú này đã mạnh dạn chi tiền cứu trợ châu Phi. Đặc biệt, khi nghe tin tình hình dịch bệnh châu Phi có nhiều chuyển biến nghiêm trọng, Jack Ma đã nhanh chóng gửi hàng triệu trang thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ phòng dịch cho các nước thuộc lục địa đen. Cụ thể, Jack Ma đã quyên góp tổng cộng 1,1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm, 6 triệu khẩu trang và hơn 60.000 bộ đồ bảo hộ, cũng như tấm chắn giọt bắn tới 54 quốc gia tại châu Phi. Tốt là vậy đấy, song theo như chia sẻ của các quan chức địa phương tại Angola, một đất nước khá nghèo nàn và lạc hậu tại châu Phi, việc được nhận cứu trợ cần phải trải qua rất nhiều thủ tục rườm rà và có phần phức tạp. Chính vì các thủ tục này mà phải đến hơn một tháng sau khi gói cứu trợ được gửi đến châu Phi, người dân lục địa đen mới có thể tiếp cận hàng cứu tế. Trước tình huống giờ khóc giờ cười này, cộng đồng quốc tế đã không khỏi tức giận và bức xúc vì sự chậm trễ của các ban bệ liên quân. Khi biết được sự thật này, vị tỷ phú này cũng phải thốt lên: "Tôi không nghĩ rằng việc mình ném một số tiền khủng và vùng đất nghèo nàn châu Phi đều mong muốn xóa tan cảnh bần hàn lạc hậu nơi đây lại khó khăn đến vậy, mà có vẻ người dân cũng không hào hứng." Không chỉ các cá nhân, mà Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Thế giới đã kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế nhằm ngăn chặn nạn đói đang trở nên trầm trọng hơn tại châu Phi. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chỉ trong 2 năm 2015 và 2016, châu Phi đã nhận về khoản tiền 73 tỷ đô la nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không phải là số tiền đó nhiều như thế nào, mà châu Phi đã sử dụng số tiền đó ra sao. Cụ thể, chính phủ châu Phi chỉ sử dụng khoảng 18% tổng số tiền được tài trợ từ đầu tư cho nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề nghiệp. Trong khi đó, đối với châu Phi thì đây là 3 ngành trọng điểm có thể phát triển mạnh mẽ và phát huy tốt lợi thế của mình nhất. Có 9% số tiền được sử dụng để bảo vệ môi trường chung, nhưng đáng báo động nhất vẫn là con số 10% mà chính phủ châu Phi dành cho việc cải thiện nguồn nước và vệ sinh môi trường, thứ có thể cứu sống hàng nghìn người dân thoát khỏi cái chết mỗi năm. 63% còn lại của số tiền cứu trợ được sử dụng vào mục đích năng lượng và những yếu tố khí thải khác. Nhưng bạn phải biết, châu Phi không phải là một nguồn phát khí thải nhà kính đáng chú trọng. Nếu số tiền đó hợp lý, thì vẫn có thể coi là một khoản đầu tư có lợi. Nhưng không, đó quả là một sự lãng phí và hoàn toàn không thiết yếu. Trong khi các tỷ phú, tổ chức quốc tế đau đầu gánh châu Phi còng lưng mà chẳng thể thay đổi được gì, thì các bạn trẻ Việt Nam với những việc làm thực tế lại khiến cho người dân châu Phi vui vẻ, thích thú. Chàng thanh niên Quang Linh đến từ xứ Nghệ chẳng phải giàu có, cũng không phải đại diện của bất cứ tổ chức từ thiện lớn nào cả, lại sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình, lao vào hỗ trợ trực tiếp những người dân xây nhà. Từ năm 2016, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Mình có một số người quen sang bên đấy làm việc và giới thiệu. Khi mình được lựa chọn giữa Hàn, Nhật, Đài Loan và Angola, mình quyết định chọn một đất nước xa lạ không có trên truyền hình nhiều để khám phá trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
Quang Linh chia sẻ. Được biết, ở thời điểm ban đầu, gia đình Quang Linh đã phải vay mượn ngân hàng, người thân hơn 150 triệu để thu xếp làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh chàng. Nhưng bằng sự chăm chỉ cùng việc thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại nước bạn, Quang Linh nhanh chóng trả nợ thành công, thậm chí phất lên trông thấy. Đương nhiên, để có được vị thế như hiện nay, hành trình mà Quang Linh Vlog đã đi qua cũng rất dài và rất nhiều gian nan. Hơn ai hết, Quang Linh hiểu được sự vất vả mà cái đói, cái nghèo mà người dân nơi đây phải gánh chịu từ đời này sang đời khác. Đối diện với những con người nghèo khổ châu Phi, Quang Linh và team châu Phi, họ đã tự bỏ tiền túi và chính công sức của mình để tận tâm tận lực giúp đỡ những bà con đang gặp nhiều khó khăn tại châu Phi, nhất là vùng núi nghèo tại Angola. Thay vì nhìn vào những vấn đề mang tính vĩ mô nhưng không thiết thực, team Quang Linh đã tự ý thức được mình cần phải giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng có ý nghĩa lâu dài. Team Quang Linh đã xây dựng nhà bằng gạch kiên cố cho hai cụ là bà Lucia 95 tuổi và Mario 80 tuổi. Hai bà đã vô cùng bất ngờ nhận được món quà cực kỳ lớn do Linh và nhóm mang lại. Nhận thấy nhà của hai bà cụ do xây dựng từ rất lâu và đã xuống cấp sau mấy trận gió lớn, gần như sắp sập. Vì bà cụ già rồi nên quyết định xây nhà cho hai bà cụ, Quang Linh bày tỏ về lý do quyết định xây nhà cho hai bà cụ. Sau khi kế hoạch được lên, Linh và nhóm bạn bắt tay vào việc xây dựng từ ngày 12 tháng 5 năm 2021. Công trình được đốc thúc xây dựng nhanh và chỉ cần 25 ngày thì hoàn thiện. Ngôi nhà được xây dựng đơn giản với một căn phòng rộng 20m², các đồ dùng thiết yếu như giường, nệm do một người Việt Nam sống tại Angola tên Tiến trao tặng. Theo chia sẻ của Linh, kinh phí xây ngôi nhà khoảng 50 triệu. Tất cả số tiền này đều từ doanh thu từ kênh YouTube của bản thân để làm nhà cho hai bà cụ. Trên kênh YouTube của Quang Linh, bà Maria rất bất ngờ về ngôi nhà được xây là của mình. "Đẹp lắm cháu ạ, bà chưa từng nghĩ bà sẽ được ở trong căn nhà đẹp như vậy." Không chỉ vậy, Quang Linh cũng xây nhà cho những người bạn châu Phi của mình. Dưới sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, team Quang Linh cũng đã xây một ngôi nhà tình thương 20 người ở cho trẻ em mồ côi. Các em ở đây được ăn ở, chăm sóc và đi học ở đó đến khi nào có việc làm. Team Quang Linh đã làm được những điều phi thường mà chính phủ châu Phi cũng như các đơn vị tài trợ nước ngoài không thể làm được cho vùng đất này. Chắc chắn nếu so với số lượng, đồ ăn, đồ dùng, nước uống, thì team châu Phi của Quang Linh cũng không thể nhiều bằng. Tuy nhiên, số lượng thì không mang đến hiệu quả. Team Quang Linh đã đưa đến cho những người dân châu Phi chiếc cần câu, chứ không phải chỉ mỗi con cá. Anh giúp thay đổi lối suy nghĩ truyền thống, những tư duy lạc hậu, sự phát triển vào ngày càng trở nên hiện đại hơn. Hàng loạt cư dân mạng không khỏi xúc động mà để lại lời bình luận bên dưới các video của anh. Quang Linh thật tuyệt vời, đã làm được những điều không ai có thể làm, đã cho người châu Phi một nơi để sống. Từ ngày châu Phi có Quang Linh, cuộc sống ở đây đang tiến bộ rõ ràng hơn. Ôi quá thực tế, quá hay, tự hào về tấm lòng và trí tuệ của người Việt. Làm từ thiện cũng phải đúng cách các bạn ạ. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.